kính chào cả nhà. Hôm nay bên em mới cập bến con Kubota L2602. Kubota L2602. Con này là một cầu nha cả nhà. Động cơ 4 máy 26 ngựa. 68 triệu. Xe nguyên bãi từ Nhật về luôn các bác, mọi thứ nó nguyên zin luôn, từ nước sơn đến mọi thứ luôn à. Đó, các bác có thấy màu đó không lên không? Màu đó không lên còn nguyên tem nguyên đồ luôn các bác này. Đó. Động cơ 4 máy. Đó, máy móc còn khá nhiều đất ở trong này, bán trong này. Con này 4 máy nha cả nhà. Đó, rất là dơ luôn nha. Các bác mua rồi muốn rửa lại bên em thì rửa lại cho. Đó, họ để nguyên này luôn. Nguyên xi gì luôn nha cả nhà. Tắc đai và các thứ nó còn nguyên luôn. Con này một cầu. Kubota full size. Dòng này thì phải nói cái độ bền của nó rồi. Độ bền của nó là phải cần nói luôn nè cả nhà nhé. Một con xe nguyên bản như thế này rất là đẹp luôn cả nhà nha. Gia đình nào thấy mình thích hợp thì hãy đầu tư con này nha. Một con nguyên bản thì nhập về. Đó, khá là đẹp luôn. Gọi là khá đẹp luôn đó nha cả nhà nha. Con này khá đẹp luôn, từ nước sơn nguyên zin với các thứ nguyên bản nha cả nhà. Đó. Một em nguyên bản từ Nhật về. Rất là đẹp. Con này chạy với 823 giờ thôi cả nhà. 823 giờ. Số sới của nó đây. Số sới của nó là 4 số sới. Và đây là số chạy nha cả nhà nha. 4 số sới nè. Bốn số chạy và một số lùi nha cả nhà. Số là còn nguyên xi luôn, tem mát nguyên xi luôn nha cả nhà nha. Còn nguyên xi luôn nè. Đó, mà cũng xe nguyên bản luôn. Chưa rửa luôn nha. 68 triệu. Đùi sau nha cả nhà. Tám triệu. Đây là một con 26 ngựa. Xe rất là đẹp nha cả nhà.
602. Rồi lớp sau của nó là lớp Otsu. Lớp Otsu nguyên zin của Nhật nha cả nhà. Made in Japan, lớp con này lớp rất là đẹp luôn. Và lớp rất là đẹp luôn cả nhà nha. Mâm này, mâm còn rất tuyệt vời luôn cả nhà. Ốc này. Đó. Mâm ốc với các thứ nguyên si luôn nha anh chị em, nó hơi cháy một xí thôi chứ còn rất là đẹp luôn cả nhà nha. Con này là lớp đít mâm mà còn rất đẹp luôn, 12.424. Lớp này Japan của Nhật. Đó, xuất sắc. Xuất sắc luôn nha cả nhà. Lớp còn như là gần như lớp mới luôn cả nhà nha. Lớp này còn như gần như lớp mới luôn. Gọi gần như là lớp mới luôn cả nhà. Đó. Còn ra gió hay đồ luôn. Đó, còn ra luôn. Gần như lớp mới luôn. Rồi. Các bác em tham quan ha. Tham quan cặp lớp trước nha. Con này 68 triệu. Lớp trước là 515. 515 lớp nguyên zin của Nhật luôn, lớp 5 nguyên si. Đó. Lớp trước thì gai còn là khá khá. Đây cả nhà. Xung quanh bình mâm của em nói thì có tâm nha cả nhà nha. Rồi Kubota L2602. Con này là 4 máy nha cả nhà nha. Một cầu. 48 triệu. Một cái xe nguyên zin nguyên bản về. Các bác cần thì nhắc máy liên hệ nha. Rồi kính chào cả nhà.